chào quý vị và bà con. Chúng tôi vừa chuyển tới quý vị và bà con những thông tin cập nhật liên quan tới dịch tả heo châu Phi cho tới thời điểm này. Và cũng xin được nhắc lại một lần nữa, đây là dịch bệnh rất nguy hiểm. Vì thế quý vị và bà con cần phải chủ động phòng trừ theo khuyến cáo của cơ quan thú y. Thưa bà con, sau chuyến thăm thực tế của chuyên gia Tạ Hùng vào tập 5 của chương trình vừa rồi, thì chúng tôi cũng nhận được rất nhiều yêu cầu của quý vị và bà con, đó là mời chuyên gia về thăm trang trại lợn của mình. Nhất là trong thời điểm mà miền Bắc đang chuyển mùa và đàn heo rất dễ mắc bệnh. Và thứ ba vừa rồi thì chuyên gia Phạm Minh Trung của chúng tôi cũng đã có chuyến thăm thực tế tới các trang trại lợn của bà con, nhất là trang trại heo thịt. Và chúng ta có thể thấy là có hai căn bệnh mà các trang trại heo thịt hiện tại rất dễ mắc phải, đó là bệnh phân xám và bệnh viêm đa màng đa khớp. Vậy tại sao heo ở thời điểm này lại dễ mắc các bệnh này, cũng như là triệu chứng và cách phòng trị ra sao? Thì mời quý vị cùng theo dõi chuyến đi của chuyên gia Hiệu Suất Vàng ngay sau đây. Trong một tuần gần đây, đàn lợn thịt của nhà chị Tuyết bỏ ăn, chân sưng và đi khập khiễng, có biểu hiện khó thở. Tỷ lệ số con bị bệnh khoảng 5-15%. Chị Tuyết đã dùng nhiều loại thuốc nhưng lợn vẫn không khỏi. Đàn heo nhà em ấy, nó bị hô hấp vậy à. Mới đầu em thấy là bắt đầu ho xong bắt đầu là chảy mũi, chảy nước mũi trong ấy. Xong bắt đầu chảy mũi nước đặc hơn. Cũng có lúc ho thì ra đờm như là của người ấy. Vâng, tao cũng lúc mà ngồi vừa ho vừa thở thể bụng. Nè, chị thấy nè, nó thở thể bụng nè chị. Khớp nó sưng nè, chị thấy không? Vâng. Nè, cái khớp nó nè, ha, khớp nó sưng nè ha. Vâng. Thở giật bụng, nó thở kiểu như chó ngồi, nó đứng nó ngồi vậy nè, nó ngồi vậy nó thở khó. Thì đây là một cái biểu hiện của cái thằng bệnh laser ha, bệnh viêm đa màng, đa khớp. Khi mà nó bị bệnh hô hấp á, thì chị biết rồi, thì nó sẽ ảnh hưởng tới vấn đề phát triển của nó. Nó sẽ chậm lớn và cái lông da của nó sơ sát. Vì đó nó sẽ ảnh hưởng tới vấn đề kinh tế của chị. Bệnh viêm đa màng đa khớp do một loại vi khuẩn gây bệnh. Đây là một bệnh thường gặp trên lợn thịt. Tỷ lệ gây chết ít nhưng lại khiến cho lợn kém ăn, kém phát triển, tạo điều kiện cho các bệnh nguy hiểm khác kế phát gây bệnh. Cái nguyên nhân mà nó xảy ra cái bệnh laser viêm đa màng đa khớp này á, thì từ cái vấn đề là cái môi trường chuồng trại của mình. Mình vệ sinh kém thì cái mầm bệnh nó luôn có ngoài cái môi trường. Lúc mà con heo nó sẽ sức đề kháng nó kém thì cái bệnh nó sẽ xâm nhập. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề mà cái chuồng của chị ở đây á, cái sự thông thoáng chuồng nó kém quá, chuồng trại nó nóng. Chính vì vậy mà chị lưu ý là phải nên tạo cái sự thông thoáng chuồng trại. Hạn chế tắm, chẳng hạn như cái chuồng của chị ẩm ướt ha, thì mà ẩm độ cao ha, thì cũng dẫn đến cái vấn đề là con heo nó sẽ dễ bị hô hấp. Vi khuẩn thường cư trú trên đường hô hấp trên. Khi có tác nhân làm giảm sức đề kháng, vi khuẩn sẽ tăng độc lực, gây bệnh viêm đa màng đa khớp. Mình sẽ nói với chị phân biệt giữa cái bệnh hô hấp giữa ABB và cái bệnh laser viêm đa màng đa khớp á. Thì là thứ nhất là cái triệu chứng của thằng ABB á, là con heo nó sốt, nó cũng ho và nó bỏ ăn, dịch mũi đặc. Đặc biệt là cái dịch nó tiết ra từ mũi và miệng á, là có nhiều dịch bọt và nó có lẫn máu. Và khi con heo nó chết á, máu nó sẽ chảy ra ở một lỗ mũi và nó có bọt khí. Đây là điểm đặc trưng. Và trường hợp mà nó bị nặng á, là nó bị suy hô hấp dẫn đến tím tái, hôn mê và thậm chí nó chết. Đó là cái vấn đề ABB. Còn bên thằng laser á, viêm đa màng đa khớp á, thì nó khác cái chỗ ABB một chỗ là gì? Nó thở kiểu chó ngồi, thở thể bụng. Và một số có, nó sẽ gây viêm khớp. Và một số con trong cái vấn đề bệnh nó có triệu chứng thần kinh nữa. Đấy, thằng đi siêu quẹo quá, triệu chứng thần kinh. Đấy, thì đó là cái vấn đề về cái bệnh laser. Chuyên gia Trung khuyến cáo chị Tuyết và bà con cần phân biệt các triệu chứng của bệnh để có liệu trình xử lý hiệu quả hơn. Thì cái bệnh này thì chị nên can thiệp bằng cái kháng sinh. Vâng. Thì cái kháng sinh mà nhạy cảm với cái bệnh này là tiêm cái là Loxfenicol là 15mg cho 1 ký trọng lượng. Vâng. Ha. Và cái Doxycycline là 13mg cho 1 ký trọng lượng. Vâng. Hoặc là chị tiêm cái Cefvinom 1-2mg trên 1 ký trọng lượng. Và song song đó là chị phải có cái những cái hóa dược phẩm khác để hỗ trợ thêm cho nó, như là cái lông đòm bằng bromhexin. Vâng. Bromhexin thì 0,35mg cho 1 ký trọng lượng. Vâng. Thì brom ngoài thị trường người ta bán là 0,5% á, thì 1ml cho nó là khoảng 30 ký trọng lượng. Nếu mà nó sốt cao á thì chị nên sử dụng cái vitamin C. Vâng. Ha. Thì vitamin C là 5mg cho 1 ký trọng lượng. Vâng. Và ở thị trường bán vitamin C 10% á thì nó là 1ml cho 20 ký. Ha. Vâng.
Thì chị lưu ý là đối với những cái con còn lại á, thì chị nên trộn cái kháng sinh vào trong thức ăn để chị phòng cho nó. Và chị tháo những cái mấy cái tấm này ra ha, mấy cái tấm màng nè ha, những tấm màng này ra ha. Còn cái quạt này á, là cái quạt này cái công sức nó không đủ, nó nhỏ quá, chị nên mua cái quạt công nghiệp á. Cái quạt công nghiệp á thì nó to hơn, và chị đặt ha, chị đặt và chị thổi theo cái chiều gió, theo cái chiều gió, cái gió thổi hướng này thì chị đặt đây ha, và chị đặt rồi thổi. Lợn đi ngoài tiêu chảy bết đít, phần lỏng có màu xám, lợn còi cọc bỏ ăn. Tình trạng này, chị Giang Thị Nhuệ cũng gặp phải, từ lợn con tới lợn thịt. Chị Nhuệ nghĩ là lợn đã mắc bệnh tiêu chảy. Nó đi tiêu chảy lâu ngày á, thì nó sẽ đỏ cái hậu môn của nó. Đàn lợn nhà tôi là bị, nó bị tiêu chảy, điều trị Enzo trong vòng tuần này rồi. Nhưng tổng thể cả đàn là nói chung là ổn. Nhưng mà riêng cái con này ấy, là vẫn không giảm, mà nó lại bị còi đi. Cho tôi hỏi là nó bị ở giai đoạn lúc đó là nó bao nhiêu ngày tuổi rồi? Đàn này là sau cai sữa xong bị luôn. À, sau cai sữa. Và tách xong ở nhà đi với mẹ thì không sao. Nhưng mà cho sang đây sau cai sữa Sau cai sữa là bị luôn. Thì sau cây sữa bị rồi qua với giai đoạn heo thịt này thì cũng có một số con bị luôn. Vâng. Thì cái đàn heo của chị á, thì tôi nghi á, là nó bị cái tiêu chảy phân xám. Là do con Balanitidium coli nó gây ra. Thì nó khoảng 4 đến 12 tuần tuổi, khoảng giai đoạn đó. Thì nó hay bị cái bệnh này. Nó không có xảy ra nhiều trong bầy đâu. Nó xảy ra chừng 5-10% thôi à. Nhưng mà khi mà mình điều trị không khỏi á, thì nó sẽ dẫn đến nó phân ly trong đàn. Thì nó sẽ chậm lớn nè, thì nó sẽ tốn cái thức ăn và nó kéo dài thời gian nuôi. Do đó là cái vấn đề về kinh tế là chị bị không có lời. Lợn bị tiêu chảy phân xám là một bệnh thường gặp ở trên lợn sau cai sữa và lợn thịt. Bệnh do ký sinh trùng Balanitidium coli gây nên là một loài ký sinh trùng đơn bào đường ruột gây đau bụng và tiêu chảy trên lợn và thường lây lan qua con đường ăn uống. Nè chị. Chị nhìn nè, cái đây là cái phân tiêu chảy phân xám nè. Chị thấy ông phân nó màu xám giống như bùn vậy, giống như xi măng vậy. Bệnh này dễ nhầm lẫn với một số bệnh như là bệnh cầu trùng, bệnh phân trắng lợn con, bệnh tiêu chảy do E. coli. Biểu hiện lợn bị bệnh cầu trùng, lợn còi cọc, xù lông chậm lớn, tiêu chảy phân có màu trắng sữa. Lợn bị bệnh phân trắng lợn con có biểu hiện lợn kém bú, ủ rũ, đi đứng siêu vẹo, lợn đi ngoài, lợn gầy sút rất nhanh, hậu môn thường bết dính phân. Màu phân lúc đầu có màu trắng sữa, sau đó chuyển sang trắng đục, có mùi tanh, khắm. Lợn bị bệnh tiêu chảy do E. coli có biểu hiện là lợn gầy, chân run và yếu, mắt bị phù nề, co giật và chết đột ngột. Lợn tiêu chảy phân có màu vàng hoặc là xám. Nếu lợn bị tiêu chảy nhiều ngày, sẽ khiến cho lợn bị kiệt sức và có thể gây chết. Do vậy, khi phát hiện thấy lợn có biểu hiện bệnh tiêu chảy, cần phải có biện pháp xử lý càng sớm càng tốt để hạn chế bệnh lây lan. Mình điều trị, mình nên sử dụng cái metronidazole khoảng 20mg trên 1mg trên 1kg trọng lượng. Và chị cộng với cái neomycin là 10-15mg trên 1kg trọng lượng. Mình sử dụng liên tục trong vòng 5-7 ngày. Và sau 4 tuần thì mình lặp lại thêm 3-4 ngày nữa mà sử dụng nửa liều thôi, nửa liều lúc trước. Song song đó chị phải kết hợp và cho nó uống thêm cái điện giải ha, tại vì nó tiêu chảy thì nó mất nước, mất điện giải ha. Và đặc biệt là cái nguồn nước chị cung cấp phải nước sạch, nước mát ha, và nước phải an toàn để cái việc điều trị nó sẽ mang lại cái hiệu quả được tốt hơn. Rồi về vấn đề phòng thì chị phải phòng cho toàn đàn, thì bằng cách là chị phải trộn cái metronidazole là khoảng 50g cho 100kg thức ăn, chị sử dụng liên tục trong vòng 5 ngày và tổng đàn cho tổng đàn. Và sau đó sau 3 tuần chị xài lại thêm 5 ngày nữa ha, thì vấn đề như vậy nó mới khỏi bệnh được. Chứ có khi chị thấy nó mới hết cái chị ngưng, chị không có sử dụng lại thì nó sẽ tái trở lại.
và kết hợp với cái vấn đề là chị làm sao dinh dưỡng cho nó tốt, chị sử dụng thức ăn làm sao thức ăn có chất lượng, thức ăn phải dễ tiêu hóa và thức ăn có bổ sung cái men tiêu hóa và cái axit hữu cơ á, rồi chuồng trại chị làm sao giữ cho khô và vệ sinh cho nó sạch ha, giữ vệ sinh khô và đừng có hề sử dụng nước nhiều. Và khách mời của chương trình Hiệu suất vàng ngày hôm nay chính là chuyên gia Phạm Minh Trung mà quý vị vừa theo dõi qua hai phóng sự vừa rồi. Vâng, xin chào anh Phạm Minh Trung ạ. Chào. Tôi cũng vừa được theo dõi chuyến đi của anh Trung trên màn hình và cũng rất tiếc là các hộ chăn nuôi của chúng ta lại để heo bị bệnh như vậy thì sẽ bị giảm năng suất và kéo dài thời gian xuất chuồng. Ngoài hai bệnh mà chúng ta vừa nhắc tới qua phóng sự vừa rồi thì thời gian này heo còn dễ mắc các bệnh nào nữa ạ? Thì với những cái thời điểm thời tiết thay đổi như hiện nay á, thì như là chúng tôi cũng đã đi khảo sát trên thị trường, số bệnh mà hiện thường xảy ra trên heo thịt đó là cái bệnh ABB, đó là cái bệnh viêm phổi màng phổi hay là gọi là viêm phổi dính sườn, và cái bệnh là viêm hồi tràng và bệnh hồng lị. Thì những cái bệnh này á, nó thường xảy ra trên heo thịt mà nó gây thiệt hại về kinh tế cho bà con mình, thì nó sẽ gây cho con heo chúng ta là nuôi thời gian nó kéo dài, cái năng suất thấp và nó tiêu tốn thức ăn cao. Vâng, thường để phòng bệnh này thì chúng ta sẽ tiêm vaccine kết hợp với cả vệ sinh đúng cách đúng không ạ? Tuy nhiên theo tôi biết thì chúng ta cũng có thể bổ sung dinh dưỡng trong khẩu phần ăn để giúp cho heo thịt tăng sức đề kháng và phòng bệnh đúng không ạ? Để phòng cái bệnh này á, thì ngoài những cái yếu tố như là cái môi trường nuôi, chăm sóc quản lý, hay là an toàn sinh học và tiêm phòng vaccine, thì một cái yếu tố mà chúng ta không thể thiếu mà nó cũng góp phần để giúp cho cái đàn heo của chúng ta phòng được bệnh tật, và đó là cái yếu tố dinh dưỡng. Chúng ta phải chọn cái thức ăn phải là thức ăn chất lượng, thức ăn là phải có cân đối về thành phần dinh dưỡng, thức ăn phải dễ tiêu hóa. Khi mà chúng ta đã chọn được cái thức ăn tốt như vậy rồi á, thì để giúp cho cái đường tiêu hóa mà nó phát triển tốt hơn và những cái lợi khuẩn nó sẽ nhiều hơn, nó để nó lấn áp đi những cái con vi khuẩn bất lợi để hạn chế vấn đề bệnh tật, nhất là những cái bệnh đường tiêu hóa, thì bà con mình nên chọn cái sản phẩm thức ăn mà nó có tích hợp cái thành phần hệ men tiêu hóa và cái axit hữu cơ để giúp cho cái đường tiêu hóa nó phát triển tốt hơn và con heo nó sẽ mau lớn hơn và hạn chế được cái phần bệnh tật. Vâng, cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh Phạm Minh Trung và một lần nữa thì cảm ơn anh đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị và bà con, để nắm bắt thời cơ giá tốt này thì bà con nuôi heo thịt cần chú ý chăm sóc và nuôi dưỡng đàn heo thật tốt để đạt được hiệu suất cao và sớm xuất chuồng. Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, như thường lệ, mời quý vị cùng đến với những thông tin giới thiệu về chủ đề số sau của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Heo con bị tiêu chảy trong các nguyên nhân thì đáng sợ nhất là do coronavirus gây ra. Chúng gây ra bệnh viêm dạ dày ruột truyền nhiễm và bệnh tiêu chảy cấp. Hai bệnh này xảy ra trên các loại heo từ nái cho đến heo con và heo thịt. Đặc biệt là heo con theo mẹ, tỷ lệ nhiễm và tỷ lệ chết có thể lên đến 100%. Vậy phải làm thế nào để hạn chế bệnh tiêu chảy trên heo con? Câu trả lời sẽ có trong tập 7 của chương trình Hiệu suất vàng với chủ đề Giảm tiêu chảy trên heo con. Chương trình được phát sóng vào lúc 19h45 ngày 20 tháng 9. Mời bà con đón xem.